hàng trăm người quỳ lạy thắp hương con rắn nước nằm trên ngôi mộ. Do thấy con rắn nước nằm trên mộ nhiều ngày không chịu bỏ đi, nhiều người cho là hiện tượng kỳ lạ, kéo đến xem và thắp hương rất đông. Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ mê tín đã kéo về xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình để quỳ lạy cầu khấn một con rắn nước nằm trên ngôi mộ ven đường. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa có động thái gì để tuyên truyền giải thích cho người dân loại bỏ nạn mê tín dị đoan này. Từ sáng sớm, con đường dẫn về thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn bỗng đông nghẹt người so với ngày thường. Dọc đường đi, nhiều người bày bán hương, hoa và vàng mã. Ông Ngô Tiến Cần, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới phân bua, do thấy con rắn nước nằm trên mộ nhiều ngày không chịu bỏ đi là hiện tượng kỳ lạ, nên ông đã cùng vợ đến xem. Tôi đi qua đây để thắp hương cho tổ tiên ông bà. Tôi thấy người ta thường thắp hương cho ngôi mộ vào ngày đầu năm và cuối năm rất nhiều. Hiện tượng này tôi mới ra đây thấy. Bà Trần Thị Tịnh, trú thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn cho biết, khoảng một tuần nay, người ta đổ xô đến ngôi mộ thắp hương khấn vái xin lộc đầu năm. Có người còn rải tiền sờ tay lên mình rắn để lấy hên. Họ tới rất đông, hầu như ngày nào cũng tới. Người ở đây đến thắp hương mấy ngày đầu, sau đó họ đưa lên mạng, nên khách các nơi họ biết họ kéo đến rất đông, lần lượt hết người này đến người khác, bà Tịnh cho hay. Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn cho biết, sự việc kéo dài từ mùng 9 tháng Giêng đến nay. Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã cử người nắm bắt thông tin và giao cho lực lượng công an ra ổn định tình hình trật tự. Trước mắt, xã làm báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, phòng văn hóa thông tin để mà có hướng chỉ đạo, vì ngôi mộ này không phải là của danh nhân, mà là một ngôi mộ không có chủ. Mấy ngày nay, con rắn xuất hiện thì dân ở các nơi về rất đông. Bước đầu, xã giao cho công an dẹp trật tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Văn cho hay. Giới trẻ phát cuồng với khu danh thắng Tràng An Cổ. Khu du lịch Tràng An Cổ thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, nằm cách khu danh thắng Tràng An chừng 2 km. Đây là một danh thắng mang trong mình nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa, cố đô gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của vua Đinh Bộ Lĩnh. Hành trình khám phá di tích Tràng An Cổ được coi là hành trình theo dấu chân xưa của vua Đinh. Tới khu danh thắng này, du khách có thể lựa chọn xuôi thuyền theo dòng sào kê lịch sử để đắm chìm trong phong cảnh hữu tình của núi non, sông nước của cố đô Hoa Lư xưa, hoặc du khách cũng có thể lựa chọn leo núi với những cung bậc hiểm trở kỳ bí của động Hoa Lư xưa để tới đài tế thời nhà Đinh. Đến khu du lịch Tràng An Cổ, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những dấu ấn lịch sử tương truyền được vua Đinh khắc lên cửa hang. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những hình ảnh chạm khắc ấy vẫn in trên đá. Đây chính là điểm đặc biệt khiến Tràng An Cổ thu hút thêm du khách tìm về với lịch sử hào hùng của dân tộc. Sau khi trải qua hơn 2.200 bậc thang đầy phiêu lưu và mạo hiểm, du khách sẽ đặt chân tới đỉnh núi Huyền Vũ và tham quan di tích lịch sử Đàn Kính Thiên. Từ trên đỉnh nhìn xuống, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ, nên thơ của vùng đất cố đô. Cùng với các địa điểm du lịch khác như Tràng An, Bãi Đính, Tam Cốc, Tràng An Cổ đang là địa điểm được nhiều du khách và nhất là các bạn trẻ lựa chọn là điểm tham quan trong những chuyến du xuân về vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Sự thật về Tết gốc chuối đổi nền mọc giữa phòng trọ gây sốt. Mấy ngày qua, mạng xã hội tranh cãi một vụ phòng trọ nam sinh viên tại thành phố Đà Nẵng mọc gốc chuối sau kỳ nghỉ Tết. Trưa 25 tháng 2, mùng 10 Tết, sau khi nam sinh viên Nguyễn Duy Khanh, 20 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đăng tấm hình các gốc chuối non đội mọc gạch lên giữa nền phòng trọ, lập tức tấm ảnh lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Nhiều trang mạng xã hội thông tin điện tử nhanh chóng đăng tải chia sẻ cây chuối giữa phòng được bàn tán nhiều nhất trong số những câu chuyện của sinh viên sau Tết. Nhiều ý kiến bình luận rất vui nhộn cho rằng chủ phòng trọ có lộc lá, chúc các bạn năm mới không thi lại. Ngoài ra cũng có ý trêu chọc các bạn sinh viên sẽ gặp toàn chuyện của chuối. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến ngờ vực vì cho rằng cây chuối phá nền xi măng, phá thủng gạch men là vô lý. Tối ngày 27 tháng 2,
phóng viên thanh niên đã đến thăm phòng hai sinh viên Nguyễn Duy Khanh, năm 2 ngành công nghệ thông tin Đại học Đông Á Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Thái, 19 tuổi, năm 1 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, thuê trọ ở K181 Cách mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Lúc này cả hai vừa đi học về, lập tức khoe cây chuối vừa nảy thêm một gốc, đủ tổng cộng 10 gốc xanh mướt. Khanh kể trưa mùng 10 Tết là ngày 25 tháng 2, cả hai từ quê ra Đà Nẵng, vừa bước vào phòng trọ thì hoảng hồn khi thấy viên gạch thứ tư từ cửa phòng đi vào giữa nhà vệ sinh và bếp bị nứt toác, một khóm chuối 9 gốc phá gạch mọc lên được khoảng hơn 50 cm. Trong khi Khanh vui vẻ lấy máy chụp hình thì Thái ngồi sững, không kịp bỏ khẩu trang, nhìn chằm chằm vào gốc chuối như không tin vào mắt mình. Khanh kể, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2, Khanh thấy nền gạch men có dấu hiệu nứt đội lên, nhưng chỉ nghĩ con gì bên dưới bò đào hang, các bạn khóa cửa phòng về quê ngày 27 Tết nhằm ngày 12 tháng 2 và các bạn trở lại vào mùng 10 là ngày 25 tháng 2, tròn 2 tuần thì chứng kiến vụ việc. Ban đầu lá chuối rất vàng nhưng 2 ngày đến nay lá xanh non mọc thêm một gốc và cao rất nhanh, hiện trường khoảng gần 60 cm. Theo quan sát, dãy nhà trọ xây dựng cấp 4 tường gạch, mái lợp này có 3 phòng, phòng Khanh Thái nằm ở giữa, rộng 15 m² hướng Tây Bắc. Ngoài viên gạch bị các gốc chuối phá, cạnh đó còn có 4 viên khác cũng bị nứt đội nền, có khả năng còn nhiều gốc chuối còn mọc lên. Có thể thấy nền xi măng chỗ viên gạch nảy chuối khá mỏng, lớp hồ dầu dùng để dán gạch men cũng mỏng, đồng thời do đây là nhà cấp 4 nên hệ móng không cần kiên cố. Đây có thể là nguyên nhân khiến chuối có thể phá nền. Khanh phán đoán có thể trước khi làm phòng trọ, nơi đây chủ từng trồng chuối, khi dọn mặt bằng còn lại gốc nên mới có hiện tượng này. Điều quái âm là hiện cả Khanh và Thái rất lúng túng, các bạn không dám phá nhổ gốc chuối, nhưng lo lắng chuối phát triển quá nhanh thì sinh hoạt bất tiện, họ đang chờ khoảng đầu tháng chủ trọ đến thu tiền sẽ xử lý. Lén xây tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn hỏa tốc yêu cầu ngừng xây dựng hàng mục công trình tượng bà chúa xứ trái phép trên núi Sam, nhưng công ty Mega vẫn lén cho công nhân thi công vào buổi tối và đến nay tượng gần như hoàn thiện. Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Việt Nam xây dựng tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang. Tượng bà chúa xứ gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian, vẫn truyền tụng nhau rằng ngày xưa tượng bà chúa xứ ngự trên đỉnh núi Sam, sau đó dân làng phát hiện nên khiêng tượng xuống núi. Kỳ lạ là mấy trăm người khỏe mạnh nhưng vẫn không thể di chuyển được tượng, sau đó dân làng chọn ra 9 cô gái đồng trinh mới khiêng được tượng từ đỉnh núi xuống chân núi và đưa vào miếu thờ cúng. Những năm gần đây, miếu bà chúa xứ ở Châu Đốc đã trở thành chốn du lịch tâm linh, mỗi năm thu hút hàng triệu người du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt là lễ hội vía bà chúa xứ vào tháng 4 âm lịch. Gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Việt Nam đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa xứ núi Sam, trong đó có hệ thống cáp treo lên núi Sam đã thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Tuy nhiên, trong 2 tháng này, người dân du khách ngỡ ngàng trước thông tin công ty Mega lén xây tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam. Một số người dân địa phương rất bức xúc cho rằng, như vậy, lễ phục dựng rước bà chúa xứ từ đỉnh núi xuống chân núi đâu còn ý nghĩa, tượng đã an vị trong miếu lâu nay, giờ lại có thêm tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi và trái với truyền thống, trái với tín ngưỡng lâu nay. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc phát hiện công ty Mega xây dựng tượng bà chúa xứ trái phép trên núi đã ngăn lại, sau đó báo sự việc về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 13 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn hỏa tốc yêu cầu công ty này tạm ngừng thi công xây dựng hạng mục công trình tượng bà chúa xứ kể từ ngày 14 tháng 2 và dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan cho khu vực. Nhưng ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc kiểm tra lại thì phát hiện công nhân của công ty Mega lén xây tượng trong các buổi tối với chiều cao hàng chục mét và tượng bà chúa xứ tư thế ngồi đã gần như hoàn thiện.
Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã lập biên bản đình chỉ công trình, đồng thời yêu cầu công nhân của công ty không được lén lút thi công. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh An Giang trước đó ngày 7 tháng 2, Sở đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch việc doanh nghiệp đề xuất xây tượng bà Chúa Xứ thứ hai trên núi Sam và Bộ đồng ý chủ trương cho xây dựng, nhưng nêu rõ các lưu ý như phân tích, làm rõ hướng và quy mô xây dựng tượng nhằm đảm bảo phù hợp với vị trí cảnh quan khu vực. Làm rõ việc kết nối vị trí xây dựng tượng với tuyến tham quan di tích và các công trình hiện có trong khu vực này, tổ chức thông tin rộng rãi tới nhân dân, chính quyền địa phương và các nhà khoa học để xin ý kiến, tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt triển khai. Theo ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh An Giang, doanh nghiệp thay vì làm các thủ tục xin phép xây dựng thì lại đi xây dựng tượng bà Chúa Xứ thứ hai trên núi mà không kết hợp với chính quyền địa phương, tham khảo ý kiến của cộng đồng tại địa phương có đồng thuận cho xây dựng hay không. Theo ông Lên, trường hợp tỉnh có thống nhất cho doanh nghiệp xây dựng tượng thì sở cũng phải trình lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thẩm định lại. Vì vậy, nói tóm lại, việc doanh nghiệp xây dựng tượng trên là trái phép. Ông Lên khẳng định, tỉnh và các sở ngành luôn tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp phát triển du lịch kinh tế, nhưng việc xây dựng tượng phải tuân thủ theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, ngày 1 tháng 3 tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh mời doanh nghiệp, người dân địa phương, các sở ngành họp bàn thống nhất cách giải quyết, sau đó cung cấp thông tin cho báo chí về hướng xử lý.